Hôm nay ngày 29 thì em Toàn Thắng lại lên sóng giới thiệu với các bác một sản phẩm máy giặt VR5600 nhé. Đây, em đang test cho giặt thử này. Động cơ chuyển động trực tiếp, giặt rất là êm ái các bác nhé. Đây con VR5600 thì màn hình nó cực kỳ đẹp. Đây em thử hướng dẫn lại này. Đây bật nguồn này. Bật nguồn này. Đây là giặt thường, giặt sấy và sấy. Đây start khởi động. Còn đây là nano. Nano khử khuẩn. Đây chế độ giặt. Chế độ giặt các bác nhé. Giặt thường, giặt tự động, giặt chăn, giặt đồ len. Nếu bác nào lấy thì em sẽ có một cái quyển hướng dẫn chi tiết. Đây là hẹn giờ. Đây là khóa bàn phím này. Giặt, xả, vắt, sấy các bác nhé. Sấy thì nó sẽ ở chế độ giặt sấy thì nó sẽ lên chế độ sấy. Giặt thường thì nó không lên chế độ. Màn hình VR5600 này thì cực kỳ đẹp. Các bác nhìn này. Nhìn rất là sang. Những mẫu này rất là nhiều người ưa chuộng. Hôm nay em lại làm xong một con 5600 nữa. Thì giới thiệu với các bác. Bác cứ xem kỹ từng chi tiết, rất là mới tinh luôn. Bác nào có nhu cầu sở hữu em máy giặt VR5600 này thì alo cho em 0914300368. Bác nào xem clip lần đầu tiên thì cho em xin một nút đăng ký màu đỏ và nút like để ủng hộ kênh nhà em nhé. Đây em cho xem quay thành vách này. Đó. Mới kính quang luôn. Thực ra máy giặt Nhật này thì con nào về cũng phải vệ sinh sạch sẽ các bạn ạ. Cũng như mình bảo dưỡng một chiếc máy giặt thôi. Mà bác nào có thuê em bảo dưỡng máy giặt thì cũng alo này em cũng nhận nhé các bác nhé. Bọn đội thợ như em thì chuyên nghiệp rồi.